Chào các bạn nha. Thì hôm nay bên mình mới làm xong chiếc túi gấu màu nâu nè. Đó, thì hôm nay cái túi gấu này mình có cách điệu thêm một xíu. Đó là mình có thêm một cái bèo ngay cái cổ và ba cái hạt nút gỗ nha. Thì mình nhìn cái gấu mình nó bớt đơn điệu đi ha. Thì cái sản phẩm của mình nhìn nó lạ mắt một xíu mà cũng rất là dễ thương luôn nha. Đó, đây là sản phẩm do bên shop mình làm ra. Thì bạn nào có muốn mua nguyên liệu hoặc thành phẩm á, thì inbox qua Facebook của mình nha. Facebook của mình tên là Ngọt Ngào. Thì mình sẽ để link ở phần mô tả và ở dưới phần comment nha các bạn nha. Đó, các bạn mà cần thêm thông tin gì thì liên hệ qua Facebook của mình. Thì bên Facebook của mình thì mình có nhiều mẫu, rồi có nhiều màu sắc hơn cho các bạn lựa chọn nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.